Hôm qua 15 tháng 4, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines thông báo các đường bay đang khai thác thường lệ đi châu Âu giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Paris, Pháp, Frankfurt, Đức và London, Anh sẽ cách xa Trung Đông và không bay qua không phận khu vực bị ảnh hưởng. Mặc dù việc điều chỉnh đường bay sẽ kéo dài thời gian bay thêm khoảng 15 phút giữa Việt Nam và châu Âu, đồng thời phát sinh thêm nhiều chi phí khai thác cho hãng. Tuy nhiên, bảo đảm nguyên tắc ưu tiên số 1 về an toàn cho hành khách và phi hành đoàn, Vietnam Airlines sẽ duy trì việc điều chỉnh đường bay cho đến khi tình hình căng thẳng kết thúc. Để phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến cung ứng khoảng 900.000 ghế trên các đường bay nội địa. Trong đó, các đường bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đi đến các địa phương là 657.000 ghế, 3,4 nghìn chuyến bay, tăng tương ứng 4,2% về ghế cung ứng và 5,5% về số lượng chuyến bay so với cùng kỳ năm 2023. Đội tàu bay khai thác dự kiến của các hãng hàng không trong giai đoạn hiện nay là 165 đến 170 tàu, giảm từ 40 đến 45 tàu bay so với cùng kỳ năm 2023. Để đảm bảo tải cung ứng trong bối cảnh ngành hàng không đang đối diện với việc lực lượng vận tải bị thiếu hụt, Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam cũng đã chỉ đạo các hãng hàng không, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp tăng cường cung ứng vào giai đoạn nghỉ lễ. Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về kế hoạch, chính sách, giải pháp thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 sẽ hoàn thành lập quy hoạch 30 cảng hàng không, bao gồm 14 cảng hàng không quốc tế và 16 cảng hàng không nội địa. Dự kiến giai đoạn 2026-2030 sẽ hoàn thành nghiên cứu lập quy hoạch cảng hàng không Cao Bằng, cảng hàng không thứ hai vùng thủ đô, cảng hàng không quốc tế Hải Phòng. Về tổng nhu cầu vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không, dự kiến giai đoạn này ước khoảng 420.472 tỷ đồng.